tiếp tục anh Phương muốn chuẩn bị lên cái cây bàng này các bạn. Cái bàng này gốc rất là khủng, gốc rất là đẹp luôn. Để ngang lù lù cái tới bên này luôn. Để nó gồng bớt nữa. Đá dưới đó. Không à, gỗ trên đó, con nhỏ trên đó, nhỏ trên đó, cho mấy nhánh đó. Bởi vì cắt nó là bên này là dữ lắm, cái ổ này là bên đây là dữ lắm. Tiếp thịt lên mới được, bắt đầu tham là thịt trên hết. Có ông nha mà. Nó treo ông dữ lắm. Thịt nó quýt, thịt nó quýt. Tàn của nó rất là khủng mà. Nào mà tới đây luôn rồi. Nhiều bông bàng luôn. Quá trời đẹp. Rồi anh mượn thang nó lên nha. Lên những mé dài lên luôn. Ủa? Nó dậy xịt mũi lên cái gì? Lên nha mà lên anh xử lý ông trước cái nữa nha, tại trên đây quá trời ông rồi.
Còn không, không thấy bay. Không thấy bay ra. Không thấy bay. Đó đó, mới bay ra con đó. Lên 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 giật tiếng máy nó chạy cái gì. Wow, có ô cu mà thôi, có ô cu. Ô cu nằm đây nè bạn, mới bay ra nè. Rồi không có, hết rồi, lên đi. Lên đi, hết bay rồi. Sao lên anh ngồi trên cái tược anh dễ thấy. Ở lên ngồi chảnh anh coi coi. Ở trên mới thấy. Ở dưới này nhìn lên rồi không thấy nó bay. Thì làm kéo máy lên mình cắt mình quay qua xem nha. Cái xử lý ông này cũng hơi lâu nhưng mà quá trời nhiều ổ. Mấy cái nạn 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 này hay có nó. Rồi vô cu rồi. Lấy clip của ô cu lại luôn mà, ô cu nằm giữa này đó luôn. Chắc mình vô không được quá. Để cho anh mé xong mình vô không được nữa.
cu rồi mà. Quá trời nó xuống đó rồi. Nếu mà có trứng thì bị bể ổn lắm nha bạn. Mạnh lắm.
xong nha các bạn, xuống nha, để mình lại mình kiếm cái ổ cu thử. Tâm ơi, gông gông vô coi coi ổ cu coi nó có trứng hay là con. Nó cái này nè. Đó. Nhẹ nhẹ vô thử coi. Nãy nó ấp cái bài ra đó mà biết có con chưa. Nãy nó ấp cái bài ra đó mà biết. Nó nói chỗ cái ngã ngã ba đó đó. Chừng chúng nó, chừng chúng nó. Đó, rớt rồi. Ồ, vậy là có trứng rớt rồi đó. Có cua bay không? Có cua bay ra. Vậy là có trứng nó rớt dưới rồi đó. Nhìn xuống luôn rồi. Vì lỗ cu nó có trứng nha mà. Nó bay ra hay gì. Mình xin kết thúc video này. Các bạn làm video sau nha. Bye bye các bạn nha. Cây này rất là khủng luôn. Cái chữa này là cái tàn dù đây. Có trứng không? Có bay ra hả? Chắc nó rớt trứng rồi. Ờ, chắc nó rớt rồi.